thế này. À đưa đấy. Ừ. Đưa đấy ở nhà đấy, đưa đấy có con gái mà. Con gái. Có đứa con gái 2000 hay 99 nhỉ? 99, cái nghiền ý. Ở đó nào. À. Anh Hồ Minh Tập ở trên đấy rồi. Cô Bình. 2 năm trước anh đã gặp ở đấy rồi. Chắc anh làm thế rồi. Cái em ở học y không biết xong chưa. Những vị khách không mời đã tiếp tục đến. Nếu mà gọi em gần và hợp lý chắc vẫn chỉ Hồ Kim Định thôi. Anh em ơi, anh nhà mình rời đi xám. Đi xe, thuê xe đi. Thuê rắn là thuê rồi. Lên đấy thì thuê là chắc gì. Mẹ biết rồi. Rắn duy là phải thuê rồi. Duy lẻ mỗi người mình đi một kiểu. Đấy thì mẹ thuê xe 16 chỗ thì xong. Phường mình anh bảo rồi, bọn nó không. Một là đi xa hẳn không? Hai là ở nhà không giờ chuyện quanh quanh đi đâu rồi. Giờ vẫn không có anh em nào nêu ý tưởng gì này. Chết rồi. Thì lại đứng ở nhà thôi. Thì chết quá anh.